Đó, cái đó là nuôi kinh tế đó, kinh tế lâu dài đó, bền đó. Mà thí dụ mà nói bất đắc dĩ để mà con dê hồi đó giờ chưa có nghe chết. Thí dụ bất đắc dĩ mà con dê nó chết rồi nữa, nó cũng có khoảng 1 triệu, 1 triệu mấy, 2 triệu con dê thôi. 110 ngàn đồng một ký, mà cái con dê tơ đó nó khoảng rơi vào khoảng bao nhiêu ký anh? Nếu mà con dê đẻ rồi là khoảng 20 mấy ký. Có 20 mấy ký thôi à? Vậy là khoảng 2 triệu mấy một con. Với con dê này nó khoảng 10 mấy ký nữa, thì chắc hai con nó khoảng 4 triệu, 4 triệu 4 mấy. 4 triệu là có hai con mang về nuôi là ok rồi đó hả? Chẳng hạn như là cỡ như là 1 năm sau mình có thu nhập, kiểu như là bây giờ mình nuôi hai con, nhưng mà mốt nó đẻ ra thì nó mình hên á thì nó đẻ ra được cặp, còn không hên thì nó đẻ ra 1 con. Đó mà 1 năm như vậy là 12 tháng, là cỡ 14 tháng là nó đẻ 2 lần, là 7 tháng nó mới đẻ 1 lần. Vậy là 1 năm đẻ 2 lần. Một năm đẻ 2 lần. Rồi. Anh nhắm cái nhà này là nuôi được đúng không? Cái này nuôi được đúng không? Được. Chừng nào mà mình đi bắt dê thì anh lên chỉnh, anh chỉ cái chuồng trại người ta làm thì em cứ quay sẵn đó, mình về mình làm y chang vậy đó. Để em bàn bạc lại với Nhật, nếu như mà được thì xử lý cái phương án đó có khi hay hơn. Chứ nuôi gà nuôi vịt nuôi chơi cho vui thôi. Không phải bây giờ nó có giá da cùi cùi chứ nhiều khi bây giờ. Kiếm mấy trăm ngày á. Thì đó, thu nhập của nó là ổn không ổn nha, tháng bảo đảm là 3-5 triệu. Đó. Cuộc sống là nếu mà một ngày nó là tính nó 1 ngày 180 ngàn thôi. Dạ. Nên nó là tính ngày 200 ngàn là tháng cũng được 6 triệu. Rồi rảnh rỗi rồi còn đang nuôi hai con heo kia rồi. Rồi bắt đầu là mua thêm cặp dê nữa là về là em nghĩ là kinh tế là ổn định luôn rồi đó. Cấp báo cả nhà ơi, cấp báo. Thằng Hải bị trọng thương rồi. Bây giờ là tao phải chở nó đi bệnh viện đấy mọi người. Lại hỏi thăm tình hình coi sao mà nó ngồi như một đống như thế là đống ấy như thế này đây nè. Tình hình sao rồi? Chào anh ơi. Vô trong chỗ nhà anh Nhật, các cô chú cũng có xem. Cô chú cũng có xem á là những video đầu tiên của anh em có quay á là đường nhà anh Nhật á nó chút xíu à. Mà em là vậy thì không có quen á. Nên vô bị gớt 2 lần. Lần này là chở thêm bé gái với con của chỗ của anh Lực đây với chị. Đi vô cái vừa tới ngay cua mà bữa buổi tối luôn anh. Hôm nay nó làm cái sườn cái là em chống xuống rồi đó. Em chống đó, đó là kìm cái xe lại rồi. Thấy là nó ngã rồi đó là mình chống. Chống xuống và coi như là xe nó nghiêng luôn rồi. Là ngay cái cua luôn. Đường khó đi quá. Không phải do đường khó đi đâu. Biết cái gì rồi, biết cái gì mày mới té cậu đó rồi. Đừng anh nói là suy nghĩ nha. Không phải. Không tập trung suy nghĩ cái vấn đề khác. Đó, sao mày biết? Tao nói rồi, đàn ông gì đó mà chở gái mà rung tay mà lao xuống vực như này thì lỡ lần sau mày chở người yêu mày lao xuống vực là làm sao? Hèn gì mày chưa có vợ là đúng rồi. Do mày chạy xe yếu quá đó. Rung tay rung chân quá. Chở vợ của bạn mà vậy à? Đúng rồi, chở vợ của thằng bạn không mà đã rung tay cho xuống ruột rồi. Thì hỏi anh làm sao mà nó chạy mà nó chở vợ người yêu đi được? Cẳng chân sao anh? Giờ nó bị chạy bẩm này thôi. Anh quất xuống dưới em lao rung xuống dưới kia luôn mà xe dục ở trên. Rồi yên tâm đi. Ta thấy có chị Giang Nít Trần, chị nói là bồi dưỡng cho mấy anh em ăn nhậu rồi có cả gái trên dài tay vịn tùm lum tà la hết là hết đau này nè. Em nói thiệt chứ sau này chắc em không dám luôn. Tại nó bị xong rồi con đường này em sợ quá rồi. Không dám luôn. Bình thường ở đây mà còn thấy khớp nữa chứ đừng nói khi mà đi dứt quay vô lục tạng á, vô đường nào chạy. Khi mà có 500 men vô cái là tay côn không biết chạy sao luôn á. Tại vì khi mà em còn nhớ mà nó là nó làm bóp lại rồi. Em bóp lại em thả ra rồi đó. Rồi để em gà cái giò để em đi đó. Thì vừa cái ông bóp xong thả ra cái là làm tịch cái là nghiêng là mình chống cái giò luôn. Chống cái giò nhưng mà cái lề đâu có đâu. Là thọt xuống cái là nó chụp cái giò vậy luôn. Con thấy cái giò nó đi nó không có điều tiếng đâu, nó không có bằng tay ga mình đâu, chứ không bằng cái số mình đâu. Thậm chí con nó vô mấy con đường dưới quê mà con đường có tầm có 40 mà hai bên bờ của nó là cái hõm luôn. Thực sự là bỏ cái giò xuống chống là không được luôn á. Không có chống giò được. Đi đường thẳng thì ok, đi nếu như cái đường ở bên hông này nè, lấy đi đường thẳng thì không sao hết. Nhưng mà tình hình là ổn chưa? Không cần phải đi cấp cứu đúng không? Nói chứ, tại vì giỡn với cô chú anh chị thôi chứ. Không sao, cái này thì cũng chỉ là ngoài da thôi. Chỉ có chiếc xe nó hơi nặng tí. Bên bắp đùi à? Bên này. Thì bên này nó đè xuống. Bên trong đó, cách đó khoảng 20 phân thì có bị gì không? Nó còn nguyên. Còn nguyên ha? Còn tốt. Tưởng nó rụt mất 2 rồi chứ. Nó rụt mất 1 rồi chứ. Nó còn tốt. Còn tốt cái đó là được. Tao đưa lên mà mất cái đó đi thì tao nói đời này không có vợ luôn. Đó, ok. Có gì rồi cũng phải giữ lại chứ anh. Giữ lại đi. Nha. Nên vậy là nó vẫn đang sống nha mọi người. Nó chưa có chết. Mà cả hai thằng luôn. Cả hai thằng trên con người nó vẫn còn nguyên.
còn khỏe tốt lắm. Rồi, mọi thứ okay. Còn ok lắm. Ừ. Ngồi nghỉ ngơi tịnh tâm đi tí rồi suy nghĩ làm sao chở gái đi như nào cho nó hợp lý trong cái tiếp. Đường này em không biết sao mà để em chạy đi ra nữa nè. Hả? Đang còn hồi hộp nữa. À, tí nữa đây thì để gái chở mày. Giống như là nó quán tính, cái quán tính á. Vậy cũng có người đỡ chứ cái bờ nó rất là cao mà tự nhiên rất cao mà Phương với con mà là con có lực tàng với lại vợ lực tàng bàn sao là cũng phước đức lắm rồi đó, té ra cù đèo luôn. Bàn giao tính mạng cho mày mà mày chơi kiểu đó là anh vô đen văn làng văn nước lên bế làng nước ơi cứu vợ lực tàng cứu có lực tàng này xong luôn lại xuống là em chụp cái tay ra mà thấy có nước mà té nước là bé sao ngoài khối xe luôn xe đứng trên á. Ừ, vậy là tay rồi bé nói gì đi đó cũng là phước đức. Ừ, té giờ phước đức quá rồi. Là ngày xưa anh chở chị Hạnh đi có té lần nào như vậy cho anh không? À, đó trời. Đi bộ không rồi có gì tôi dẫn vừa cái đóng rơm cái xong rồi à vừa đóng rơm cái xong ha. Đó đi xe đạp mà à xe Honda là nó mới có năm 2000 đây năm 98 bắt đầu có xe Honda. Dạ. Năm 98 là lúc đó anh cũng thời đó anh cũng thời đại gia. Ừ, sau này nó bị lột da mất tiêu còn có sườn không à. Vô còn sườn nữa xong không có gì á. Đại gia là da nhiều lắm mà nó thời đó nhưng mà cuối cùng là mất hết da rồi còn mình đại không ha. Mình đại không. Ừ. Vậy là chở chị Hạnh đi là chưa lần nào té xuống ruộng lần nào. Dễ gì trời ơi. Mà chỉ gọi như là trượt chân cái té cái đẻ luôn ha. Ừ. À. Chắc là Nhật nó cụt té kiểu đó nhiều quá cho nên nó mới đẻ nhiều vậy á. À, đúng rồi, mỗi lần về mà tháng mưa chật chật cái bắt con ếch ra là lồi ra ếch con liền. À. Quá chỉ là dã man. Tàn bạo. Rồi lúc nãy nói chuyện với mì như nào rồi? Mùi mà năm. Trời ơi. Mùi sao không mùi? Mùi không? Ở bên Mỹ về đây mà nói chuyện không phải mùi chứ. Nhưng mà anh nhìn anh thấy có thơm không? Trời. Thơm ngát. Thơm ngát hả? Thịt thơm đó, thịt thơm á. Chị mì á, em nói vui nha, đừng giận em nha. Ừ, giận hả? Có gì thiệt cũng đâu có sao. Sáng nay anh Phương qua cũng phụ lau nhà lau cửa cho Nhật rồi này kia ngon lành luôn mọi người. Anh Phương anh rất đảm đang luôn. Đảm đang chứ không phải là có dấu có đồ đồng hoàng nha mọi người. Mọi người mà bỏ cái chữ dấu đi rồi cái đó anh Phương cũng có. Nói chung là cỡ khéo bên đấy là cũng có. Có người ít có người phải có phải không? Ừ. Đảm đang mà đọc thiếu đọc theo cái kiểu mà viết thiếu là nó thành cái gì anh? Đó em cấp báo như vậy thôi nhưng mà đang ổn nha mọi người chưa chết. Em tưởng tao chết rồi để em cấp báo mọi người em đưa nó đi cấp cứu nhưng nó đang sống. Đấy, giờ nó đang ngồi nó mất hồn thôi không việc gì hết. Rồi bây giờ lực tàn sẽ ra phía sau cập nhật cái to sled cái nhà khách sạn ngàn sao của thằng Nhật năm con vợ body chưa về để cho mọi người nó mất nhé. Mọi người thông cảm nha, mỗi lần mà em vui là em nghịch lắm. Nên là cô bác theo dõi nhớ giải trí. Ai cười thì nhấn cho em cái like nha. Mà ai mà không có cười thì chửi em dưới nha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía sau để coi tình hình như thế nào. À, phía trước đây thì láng hết rồi nha mọi người nha. Đấy, quay lại cho mọi người lần nữa nè. Đó, láng được một bên. Và làm bóng bằng bê tông. Đó, sau này là bên này là khô đi rồi bên này sẽ đổ ra. Để nó bắt đầu là làm gọn luôn luôn trong này nha mọi người nha. Đó. Thì còn là tình hình là ngoài kia thì mấy anh đang làm toilet ngoài đây. Rồi các con thì đang chơi vui rất là vui, có con gọi là tàng xuống là đứa nào đứa nấy sạch sẽ đẹp đẽ con nhà bà sẽ luôn nha mọi người. Đấy thấy chưa. Rồi coi phim hoạt hình giường chiếu là của chị Diễm dễ thương xinh xắn hớt tóc đã kỷ niệm cho một cái giường này có vợ ở nhà là đẻ thêm vài đứa nữa nha mọi người nhưng mà không có vợ ở nhà thì thôi thì ngưng đẻ để cho các con học. À, anh ngồi đó tí nữa em hỏi cái chương trình kia tí rồi không chị Hạnh đâu rồi à, tí nữa nói trong clip sau em hỏi à, đây là vợ lực tàng đang lau nhà lau cửa cho gọn gàng sạch sẽ. Anh Phương lau rồi nhưng mà bây giờ lau lại lần nữa cho sạch luôn nha mọi người. Thì cơ bản cái chương trình nó là như vậy. Đây quần áo thì trong đây vẫn còn thì Nhật thì nó sẽ gọn gàng lại, nó gom lại những cái nào không sử dụng đem đốt hết nha mọi người. Máy giặt tủ lạnh tivi đầy đủ luôn. Đây, đằng sau đây. Ú cha bơ làng nước ơi, mới tanh tạch. Điểm này là điểm mới nha mọi người. Ui cha. Đây, mới không thể nào tưởng tượng được nó mới như thế này luôn. Đi ra đây bây giờ là không còn đau rát, không còn giẫm bom giẫm mình nữa rồi mọi người ơi. Đấy, bom mình của con thằng Nhật thải ra là không còn ở đây nữa rồi. Ngày trước đứng đây nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy chưa? Đúng y như lực tàng nói là làm.
Đó. Láng sạch sẽ khu vực này rồi chưa? Ok chưa? Đổ bê tông luôn. Đó, bây giờ bước xuống cái là sạch chân cẳng là không bao giờ có một tí đất nào bám vào luôn nha mọi người. Đây, chỗ này là chỗ rửa ráy rau cỏ củ quả. Nước nó sẽ chảy xuống đây. Dạ. Yeah. Bồn nước là nếu như chị Út anh Út mà ăn qua đây là đặt ở đây luôn. Vị trí này, rửa ráy, đây là bếp. Bước lên phát sạch sẽ luôn. Bếp này tí nữa lốt luôn nha mọi người, cho lốt luôn. Ốp sạch luôn. Đó. Chưa làm kịp. Đâu có làm kịp được, phải làm tô đất xong cái đã. Đây là vợ lực tàng có ngãi té xe giờ đang dơ hết quần đây các bạn. Rất buồn. May không bị gì á. Anh Phương nói là phước đức lắm nó mới sống á, nhưng có là chết rồi đó. Có ai đỡ á chứ. À. Đâu phải người sao là ngã. Đâu đây, đây. Chứ sao, người ở sau. Mà may sao mai trên không bị gì. À. May á. Thôi lần sau đi bộ đi. Đường thì nhỏ mà cứ ham đi thể dục tí đi cho nó an toàn. Và đây toilet thì đây nha mọi người nha. Đây là lốt hết đây rồi nè. Ốp gạch từ dưới lên trên luôn nè. Đúng là như khách sạn ngàn sao luôn nè. Thấy chưa? Ngày nay là xong rồi đấy anh Trên ha. Gắn cửa nữa là xong rồi. À, mọi người thấy chưa? Lốt nền nè, ốp tường nè. Còn gì bằng nữa không? Bơ con vợ ơi! Bơ con vợ ơi! Nó sáng sủa sạch đẹp như thế này rồi. Bơ con vợ ơi! Chưa? Ôi, chắc vô đây ngồi mát hơn ở trên nhà Nhật. Có khi là làm cái giường ra đây ngủ luôn vào đây cũng được. Ngủ luôn vào đây, đẹp. À, anh Đen đang tận dụng những cái gạch cũ để lót lại những cái ốp cái này cho nó sạch sẽ, bước lên bước xuống nó đẹp tiêu chuẩn nha mọi người. Bữa nay anh Tùng cũng chưa về à? Anh Tùng chưa về hả anh Đen? Vẫn đang ở trên chợ rẫy hả? Vậy là đi ngày hôm nay là ngày thứ nhiêu rồi ta? 3 ngày rồi đúng không? 3 ngày rồi. Ôi cha, anh nằm rồi, anh nằm xếp hàng rồi. Trời ơi, được. Mai Trân làm như này là ok đó. Ok. Đó, phải vô khuôn khổ như vậy. Có chị Mai Trân xuống cái lần. Tuyệt vời chưa mọi người? Nghe Mai Trân lắm, nghe lời luôn. Đó, đúng là hình như vô trường, hèn gì vô trường nó ngoan là phải rồi. Có bạn bè á. Trời ơi, như vậy là 6 đứa mọi người nhìn thấy nó nằm một cái dãy nhìn rất là tuyệt vời luôn nè. Bé nhỏ kìa. Mấy nhỏ ngoan không? Trời, nằm im thiên thích luôn. Bay mà cửa là chị Mai Trân chỉ xử lý nó bay luôn á. Chị Mai Trân chỉ đi lên đừng hỏi. Đúng không? Chị Mai Trân chỉ mà đi lên là chị quật chết luôn á. Đúng không con? Đúng ha? Đó là để cho tụi nó mở màn hình lên tụi nó coi nha mọi người nha. Cái là nó không nằm vị trí nữa, nó lại chạy lông nhông bây giờ. Rồi coi tiếp đi nhá. Mở lên là bản quyền cho nên lực tàng không mở được mọi người. Lộn xộn là con mai chân con của lực tàng xử lý hết luôn nha mọi người nha. Nó đi lên nó xử lý hết luôn á. Hôm nay nó đẹp sao mà mấy đứa nằm im vậy vợ? Bé nhà mình nó bảo lại đi nằm. Lại đi nằm à? Lên tiếng lại đi nằm là lại đứa nằm hết à? Lại đi nằm coi. Nằm đến nằm theo. Phải vậy chứ. Không có nào kiếm gì hết á. Anh Phương thấy em làm như thế này ok không? Hợp lý không? Ok. Ok ha. Vậy là gần hoàn thiện hết rồi đó. Và xong hết rồi. Em dự kiến em sẽ lắp đất đây. Chắc là cho nó mua xe đất đổ đây ha. Cho nó bằng, nó đẹp luôn, nó bắt đầu em rào lại. Nó dự tính nó nuôi gà, nuôi vịt, nuôi này, nuôi kia thì theo ý anh ở đây anh nghĩ như thế nào? Nói chung ở đây giờ nuôi vịt nuôi gà cũng được, thì con cái bây giờ nuôi gà nuôi vịt là phải đầu tư tiền nó nhiều lắm. Như là thức nó mắc. Anh đứng ra đây nè, không có mà nó dính nhạt là nó mắc là nó làm sao anh? Kiểu như là bây giờ mình mua cái con giống thì nó không bao nhiêu tiền, ví dụ chẳng hạn như 100 con vậy là nó khoảng chừng 1 triệu mấy à. Có 1 triệu mấy là 100 con á, gà vịt á. Gà vịt á. Và nó khoảng 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi gì đó. Gà vịt á.
Nhưng mà mình cái đó mình mua về rồi mình phải đưa vốn cho ăn nữa. Nó là thật sự bây giờ gà vịt là phải ăn thức hết, rặt hết mình bà bán mới được. Thức ăn đó. Bây giờ á, nuôi con gà con vịt á là nó phải ngừa đầy đủ. Ừ. Là 3 ngày ngừa, rồi từng ngừa, rồi 10 ngày, rồi 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Làm cái đó là Nhật không bao giờ có thời gian ngừa. Mà nếu không ngừa là gà vịt chết sạch. Bảo đảm mà nuôi 1 tháng là công mình bỏ vốn mua đồ ra là chết sạch, không còn con nào hết. Chứ không là đơn thuần. Nhưng mà tôi ở đây là tôi theo tôi biết là cái vùng mình bây giờ thực tế giờ nó có con dê là nó ăn cỏ đó. Dê hả? Ừ. Con dê là nó ăn cỏ. Là nó bây giờ nó nuôi cái kiểu này là kiểu kinh tế mà nó vẫn đi làm bình thường được. Ví dụ chẳng hạn như là nó đi làm 11 giờ về đi. Thì nó bây giờ nó ráng tới 11 giờ rưỡi thì nó ghé vô đó nửa tiếng đồng hồ 30 phút là nó cắt một bao cỏ về đổ cho dê ăn là xong. Là không tốn đồng nào. Thì 5 6 tháng là nó được thu nhập. Con dê là phải nuôi lâu dài. Năm này qua năm nọ nó mới đẻ, con dê mẹ nó đẻ con dê con rồi xong con dê con nó đẻ con dê chắc nữa. Nó mới có tiền. Nhưng mà dê là thời điểm này là thịt nó rẻ. Có lúc thịt nó lên là cả 18 luôn đó, nhưng mà thật chất bây giờ nó 10 11 à. Là con dê giờ đang rẻ, mình mua con giống gì mình nuôi cũng rẻ nữa. Nhưng mà cái vốn để mình mua cái con dê đó nó có nhiều tiền không anh? Nói chung bây giờ vốn mua nếu mà bắt cặp một cặp cái á, mình nuôi là nuôi cặp cái, giờ mình không có nuôi con đực, tại mình nuôi con đực nó phí quá đi. Bây giờ mình nuôi ít là mình nuôi bắt một cặp cái luôn. Thì hiện tại bây giờ là nó một cỡ 110 ngàn đồng một ký. Mà bây giờ á, hồi sáng á, là anh có hỏi lên tụi trên đây rồi là nó có một con dê tơ với một con dê là nó đẻ một lứa rồi. Là nó cần ký nó bán vậy đó. Là con dê đó là dê là vài bữa nó là chừng tháng 2 tháng là bắt đầu đem gắt nọc liền là có dê con liền. À tức là mình nuôi dê cái thôi rồi mình đi gắt nọc ở chỗ khác. Mình không phải nuôi gắt nọc, mình ôm lên chỗ gần gần đây nè, mình ôm chỗ đó cái mình gửi người ta ngày cái mình ôm là có cái chỗ để cho nó tạo ra các đứa con á. Ừ, rồi sau này á mình gầy được một chục con mình mới nuôi con dê đực. À tức là cho nó đi ngoại tình đó. Ừ, cho nó đi ngoại tình. Là ra bụi chuối. Không, người ta có chuồng đàng hoàng. Chuồng nó chắc có, cũng có bụi chuối nó mới đẻ được chứ. Tại ví dụ bây giờ mình nuôi con gà ăn vịt, nuôi con gà ăn vịt gì cũng phải đầu tư chuồng trại hết. Dạ. Mà bây giờ mở ra cái chuồng trại đâu phải ít đâu, phải mấy chục triệu cái chuồng đó. Nhưng mà con dê này nếu mà bây giờ có cái chuồng ở sao sẵn rồi, giờ mình ra ngoài mình coi thử coi. Cái nhà đó nè. Đi. Ra đó nói luôn. Phương án thì nuôi gà nuôi vịt thì mọi người cũng có thể thấy rằng là anh Phương ở đây á, là anh có nuôi rồi. Anh nói là bây giờ nó rất là dễ bị dịch bệnh và thời gian không có, mà bây giờ nó ăn cũng khá chi là dữ dằn. Đây, cái nhà bếp này thì cũ thì anh Phương anh dự tính là như thế nào anh? Là dựng lên như thế nào, nuôi dê trong đây được không? Nuôi dê bây giờ phải là nuôi dê là phải cất một cái sàn. Ừ. Thì bây giờ cái này thì nếu mà thì nuôi vịt nuôi gà thì mình cũng phải có cái chuồng hết á. Đúng rồi. Chứ không có chuồng sẵn, nhưng mà bây giờ cái này phải nâng cao lên chút. Nếu mà làm thì kêu tụi nó đổ ba cái cục sạn này với ba cục sạn này là 6 cây thôi, lấy cây cũ này làm lại hết, làm cái mái cho nó cao lên. Vậy ở đây mình làm cái sàn khoảng tới đây nè. Làm cái sàn khoảng tới đây nè, giờ cho nó ở trên sàn luôn. Chứ giờ nuôi thì không có thả được, ví dụ tháng này thì mình thả được, nhưng mà thả tới nhà người ta cũng phiền phức lắm. Ví dụ rảnh mình thả chiều, mình rảnh mình thả một chút, sáng mình rảnh thả một chút thôi, nhưng mà mùa này thôi chứ còn mùa mưa xuống là rớt nhốt rặt đó. Cái đó là nuôi kinh tế đó, kinh tế lâu dài đó, bền đó. Mà thí dụ mà nói bất đắc dĩ đi, mà con dê hồi đó giờ chưa có nghe chết. Thí dụ bất đắc dĩ mà con dê nó chết rồi nữa, nó cũng có khoảng 1 triệu, 1 triệu mấy, 2 triệu con dê thôi. 110 ngàn đồng một ký, mà cái con dê tơ đó nó khoảng rơi vào khoảng bao nhiêu ký anh? Nếu mà con dê đẻ rồi là khoảng 20 mấy ký. Có 20 mấy ký thôi à? Vậy là khoảng 2 triệu mấy một con. Với con dê này nó khoảng 10 mấy ký nữa, thì chắc 2 con nó khoảng 4 triệu, 4 triệu 4 mấy. 4 triệu là có 2 con mang về nuôi là ok rồi hả? Mà em thấy là dê thường thường nó ở vùng núi đá đồ này kia, nó leo núi leo đồ, chứ ở đây làm gì có chỗ cho leo anh. Thì đúng rồi. Thì bây giờ nuôi dê thì cái tháng này thì mình thả ra được nè. Thả ra ruộng này đúng không? Ừ, thả lưu động được. Rồi thì... rồi liệu nó có hợp với môi trường đó để mà nó sống không ấy chứ? Đâu, nó hợp với môi trường đây lắm. Là ở đây có người nuôi rồi đúng không ạ? Nuôi rồi. À. Nhưng mà lúc này thì nói chung nó rẻ, nhưng mà nó rẻ mình bán không có lỗ nữa, tại vì nó đâu có ăn thức. Yeah. Nó chỉ ăn cỏ hoặc mình mua cám gì mình cho nó ăn bậy bạ vậy thôi. Thành ra cái kinh tế mình là cái kinh tế mình là kinh tế giòn đó, có nghĩa là bây giờ mình góp gió thành bão, mình không bỏ vốn ra nhưng mình thu nhập không có nhiều nhưng mà nó có đều đều.
chẳng hạn như là cỡ như nhờ một năm sau mình có cái thu nhập, kiểu như là bây giờ mình nuôi hai con nhưng mà mốt nó đẻ ra thì nó mình hên á thì nó đẻ ra đường cặp, còn không hên thì nó đẻ ra một con đó. Mà một năm như vậy là 12 tháng, là cỡ 14 tháng là nó đẻ hai lần, là 7 tháng nó mới đẻ một lần. À, là một năm đẻ hai lần. Ừ, một năm nó đẻ hai lần rồi. Vậy là cũng kinh tế cũng khá đấy. Tại ở đây nếu như mà nuôi được mà để mà nuôi trong chuồng luôn không cho nó nhảy ra thì không biết là nó có lớn nhanh không. Mà bên đây là có chỗ thí điểm rồi, người ta nuôi cũng đạt tiêu chuẩn lắm đó. Đúng rồi. Thí dụ bây giờ nuôi á thì con dê á, là khoảng tầm một năm á, là nó phải 40 mấy ký. Tại vì con dê này là loại giống dê bò, dê lớn lắm. Vậy là cũng được 4 triệu ví dụ như một lứa nó đẻ. Thời điểm này á là con dê vậy là bán phải 4 triệu cho lên. Còn nếu mà thời điểm giá cao mà 170-180 ký là con dê 60 triệu rồi. Dạ. Đó, mình bán dê thịt á. Mà cái thời gian nuôi con dê này thì em nghĩ là đủ để cho thằng Nhật xử lý đó ha. Đúng rồi. Nó ăn thì đâu có cần gì đâu. Nó ăn cái lá gì anh? Đã cái lá lồng đèn nó ăn cũng được, đừng nói tới lá gì. Trừ giờ lá mình bác nó không ăn thôi. Còn lá lồng đèn nó vẫn ăn được, thì cắt cái lá gì nó ăn cũng được, cỏ gì nó ăn cũng được. Nhưng mà nó thích hợp nhất á thì chẳng hạn như cái cỏ này là đó, cái cỏ mình có sẵn rồi đó. Cỏ này đúng không? À, cỏ này là dưới đây rất là nhiều luôn. Bây giờ nó đi lặt bông xù đũa. Vì nó có cái hạt, giờ nó trồng xù đũa bốn phía gò. Giờ thì chỉ ra bẻ xù đũa vô cho ăn thôi. Con dê là nó thích xù đũa nhất. Dạ. Nó thích hợp với loại cây xù đũa mình. Mình trồng xù đũa là mình cứ hái cái lá cho nó ăn, xong rồi nó mọc cái lá khác rồi mình hái tiếp vậy thôi, chứ nó không có cực cái gì hết. Đó là nhanh gọn lẹ, nhưng mà nó không có lẹ, nhưng mà kinh tế là kinh tế lâu dài đó. Dạ. Đó. Như vậy thì em nghĩ là phương án đó được, và cái thời gian để cho Nhật nó đi chợ hàng vẫn có. Vẫn có luôn. Không có ok, cái đó là không có bận biệu gì hết á. Còn cái cách mà làm ở dưới đây thì nó đơn giản lắm, nó không hôi thúi vậy đó. Cứ làm đi là anh chỉ, nó có 2 tấm 15 nó hứng vậy nè, nó làm cái máng vậy nè, ỉa lọt ở đây vậy, đáy bắt đầu nó chảy xuống ngay đây nè. Đáy chứ nó không, mình mà nó cho nó xuống sàn vậy nó dơ lắm. Vậy là anh nắm bắt được cái chương trình, anh xử lý được cái anh nắm cái nhà này là nuôi được đúng không, cái này nuôi được đúng không? Được. Chừng nào mà mình đi bắt dê thì anh lên chỉnh, anh chỉ cái chuồng trại người ta làm thì em cứ quay sẵn đó, mình về mình làm y chang vậy đó. Để em bàn bạc lại với Nhật, nếu như mà được thì xử lý cái phương án đó có khi hay hơn. Chứ nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chơi cho vui thôi. Không phải, bây giờ mình cứ tạm thời, mình nếu mà mình không có tiền nhiều thì mình để cái chuồng về mình nuôi cũng được. Mà anh thấy nó thấp quá, sợ nó dở lên luôn á. Tại dê thấy vậy nó quậy lắm. Chứ cái sàn của nó là phải mình làm phải một căn rộng nhanh chút nữa, thì hai con nó phải rộng chút. Thì như cái nhà này là để hai con dê vào đây là cũng ok mà. Mình đi ra ngoài chạy cây á, mình mua loại cây dụng á. Mình về mình đắm cái sàn cho nó cũng không có nhiều tiền. Rồi, thì cái phương án này thì nếu như mà thực hiện được thì em tính coi cái tài khoản nhiêu thì để anh biết là anh tính anh làm. Dạ, vậy. Nếu như mà khoảng 4 triệu để mua một cặp dê về như vậy thì em nghĩ là ok đó. Tại có chị Dân Đức Trần, chị cũng hỗ trợ, nhưng mà chị nói là hỗ trợ tương lai lâu dài cho Nhật để làm ăn. Cái đó là lâu dài đó, mà không có bỏ vốn và nuôi, mà chỉ bỏ công và nuôi thì mới được. Chứ còn bây giờ nuôi con vịt, con gà thì nuôi khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi, còn gà trống bán thì khoảng 4 tháng, nhưng mà đổ thức rặt. Mà hỏi em với nó ăn thức chịu không nổi đâu, nó ăn hạt bạc chục triệu đó. Mà mình ngừa ở đây mà ngừa không đầy đủ mà hô mà nó cúm một cái rồi là nó chết không còn một con. Làm kiểu như mình đứt vốn luôn đó, mà không có thu được mà đứt vốn luôn. Đúng rồi, lỗ luôn cả công. Còn mà vịt gà nó cực dữ lắm. Phương án mà nó nói nó làm cái mọt lôi để nó đi bán trái cây thì anh nghĩ như thế nào? Nó bán đồ ăn này kia? Không được. Không được hả? Cái đó là nói chung là nó cũng là, nếu mà nó sắm cái đầu mọt là nó theo đầu mọt luôn. Đúng rồi. Nó không có được ở nhà, nó phia nào phải 2-3 giờ nó phải thức đi lấy đồ. Tối nó phải bán tới 7-8 giờ nó mới bán hết được. Tại nó đợi công nhân trong đầu về nghỉ hết nó mới về. Thì nó cái thời gian nó không bao giờ có, mà cái đó là bán bây giờ nói chung là nó không có thời gian để làm được cái gì hết. Bây giờ nó có cái da cùi cùi chứ nhiều khi giờ kiếm mấy trăm ngày á. Thì đó, thu nhập của nó là ổn không ổn như tháng bảo đảm là 3-5 triệu. Đó, cuộc sống là nếu mà một ngày nó là tính nó một ngày 180 ngàn thôi. Nó là tính ngày 200 ngàn là tháng cũng được 6 triệu. Rồi rảnh rỗi rồi còn đang nuôi hai con heo kia rồi. Rồi bắt đầu là mua thêm cặp dê nữa là về là em nghĩ là kinh tế là ổn định luôn rồi đó. Con heo thì ghé cắt ra muống xong rồi thả cho nó ăn. Thỉnh thoảng ví dụ mình mua bao cám đó mình để đó mình đổ cho heo miếng, cho dê miếng vậy. Rồi là hợp lý luôn đó. Hợp lý. Nuôi heo rừng với dê là nói chung là nó chậm thu nhập, nhưng mà tới hồi nó thu nhập là nó thu nhập đều đều lắm á. Tại vì có nghĩa là hai con
là một năm vậy là bắt đầu nó đẻ hai lần rồi, là mình tính ra nhân lên hai nhân hai đi, rồi nó chừng 2-3 năm rồi nó được 7-8 con rồi. Dạ. Rồi lúc đó bắt đầu mình bán đều là mỗi tháng mình có bán con, mỗi tháng có bán con vậy. Dạ. Rồi cái khu vực này em dự tính em sẽ mua lưới B40 em rào hết đây nè, dê nó ăn lùng quanh đây cũng được ha. Được, ok. Là khỏi cần nó chạy ra ruộng, mà nếu như cần thiết thì cho nó chạy ra ruộng cũng được ha. Mùa nắng thì mới chạy ra ruộng chứ mùa mưa làm gì mà dê nó xuống nước được. Nó xuống nước không ta? Không, nó không xuống nước. Thì mình cứ rào lưới B40 đây rồi thì mình quản lý được con dê của mình mà, đúng không? Đúng rồi. Đó, em nghĩ như vậy là hợp lý nè. Đây mọi người này, em sẽ rào hết khu vực này nè. Đó, rồi bên trong kia là chấn đây nè, để cho dê nó không có qua bên phía bên trong nhà. Đúng rồi. Mà cho nó chơi lùng quanh cái khu vực này này. Vực này thôi. Bắt đầu là khi nào mà nó đến thời kỳ mà nó muốn đi ngoại tình á, là cho nó đi ngoại tình ra cái bụi chuối kia mọi người kìa. Cái bụi chuối mà ngày xưa mà cô ấy đi đó, đường kia kìa. Đó nó. Cho nên là về là nó đẻ luôn nha mọi người. Mà anh Phương em nghĩ ở đây là nếu mà nuôi á thì chắc có lẽ rằng là đất ở đây nó lành. Nó đẻ đúng liên rồi. Tục được. À, em biết sao Nhật nó đi con người nó còn đẻ cỡ đó thì huống gì mấy con dê. Đúng không? Nó có cái gen ở gần à, là nó lây nhiễm thằng Nhật kia là giống nó tốt. Nó đẻ bập đụng là đẻ nha mọi người. À. Bây giờ tôm nó có sẵn rồi, nâng cái mái nhà cao lên chút nữa. Dạ. Nhà này thì kín đáo, cứ để vậy đi, mình nâng cái mái lên thôi. Nâng cái mái với nâng cái vách lên là được rồi. Dạ. Chứ làm cái sàn nữa là nói chung không có nhiêu tiền hết á. Mà em nghĩ là nếu mà làm sàn làm đồ ngon lành cho cái cặp dê đó nó về đây nó ở thì em nghĩ đến tương lai là thằng Nhật có khi là phải đặt vòng cho con dê đó. Nó đẻ dữ quá đó anh. Ừ, đúng rồi. Đặt vòng mà thằng Nhật nó chơi bay vòng rồi nó đẻ tiếp. Không biết con dê này như thế nào. Rồi em nghĩ là như vậy. À, đó vậy là ok đó, được á. Thì có khả năng là cái phương án này khả thi thì nếu được thì để em xin phép. À, rồi em hỏi thằng Nhật xem mà nếu mà tình hình mà ok thì là mình lên phương án mình đi mua luôn. Ha, đi mua cây về làm luôn rồi xong mình bắt dê về luôn. Ha. Ừ. Rồi anh lúc đó anh hỗ trợ phụ giúp tụi em nha. Tí tụi em không có rành gì ba cái đó hết. Rồi. Anh ở gần đây thì ví dụ như những cái cách thức người ta nuôi nó như thế này như kia để mà cho nó ra kinh tế thì là anh hỗ trợ cho Nhật giúp tụi em. Rồi ok. Dạ. Đó mọi người thấy như vậy hợp lý không mọi người? Thì anh nói nuôi ở đây được thì có người thí điểm rồi mà làm ok rồi. Thì như vậy là mình sẽ thực hiện cái phương án đó là hợp lý nhất, khả thi nhất. Chỗ này mà nuôi cỏ kiết ở đây thì thoải mái luôn nha mọi người, không có thiếu cỏ đâu. Khu vực này đi ra mà ngắt một lúc rồi ôm cỏ, đây là mùa nắng mà đang còn, những nãy mùa mưa nó chắc nó lên ngập luôn. Chuối rồi rau rồi những cái lá cây rồi này kia nó quá trời quá đất luôn nha mọi người. À, thì tình hình là như vậy. Rồi cảm ơn anh Phương nhiều nha. Thì có khi là gì thì em sẽ tính toán, bây giờ anh về em đi công việc đúng không? Rồi có gì là gặp lại anh sau nha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Đấy, anh Phương rất là tốt luôn nha mọi người nha. Anh lo toàn bên này mà cũng lên được những cái phương án để hỗ trợ cho thằng Nhật. Nói chung là như vậy là được Tàng nghĩ là khả thi với mọi người. Làm được cái chương trình đó là ok nha mọi người nha. Nuôi cho nó nuôi dê luôn, mọi người thấy có cái nhân vật nào mà lên kênh YouTube mà được sự hỗ trợ là nuôi dê chứ. Bò thì có rồi, bò nó mắc tiền đó mọi người. Nuôi bò với nuôi con trâu nó mắc tiền lắm, không đủ tiền để mình mua đâu. Mà con dê này thì em nghĩ có 4 triệu mua được 2 con dê về để mà chăn nuôi. Để rồi nó đẻ ra, ở đây nó đẻ nhiều, nó đụng bay vòng nó đẻ, mà ở đây bụi chuối rất là nhiều. Nó sẽ ngoại tình rất là nhiều, mà ngoại con dê mà nó ngoại tình nhiều là nó đẻ được nhiều nha mọi người. Còn con người ngoại tình thì mới sợ, chứ con dê nó ngoại tình thì kệ nó, cho nó ngoại tình nó đẻ. Nó lai giống này, giống nọ, giống lọ, giống trai, giống Tây Ban Nha, giống Pháp, giống Tây, giống Tàu, giống Úc, giống Mỹ. Nói chung là cái loại mà nặng cân nhất đó mọi người. Nó tướng nó đẻ ra là đẻ ra phát là nuôi lên là khoảng 1 năm là nó lên cả tạ. Trời ơi bán thì tiền thôi rồi luôn mọi người. Người ta nghĩ là ok mọi người nha. Nghĩ đến giai đoạn đó cái là càng cảm thấy rạo rực dã man mọi người. Nghĩ đến giai đoạn là bán mấy con dê đi lấy tiền nuôi các con, Lực Tàng cũng thấy rạo rực. Hay là Lực Tàng xuống đây mua đất để làm luôn ở dưới đây mọi người. Hả? Làm cái chương trình nuôi trang trại ở dưới đây. Nuôi con dê. Nghe cái tên không là đã thấy giống hợp với thằng Nhật rồi. Đúng không mọi người, nghe cái tên con dê là thấy hợp tiếng Nhật rồi. Nó đâu rồi không biết, tôi hỏi gì khác nó đâu. Ui trà, mở cái này ra nó mát. Mát dã man luôn mọi người. Để Tàn chống cái này lên cái. Chống lên cái gió đằng sau thổi vô mát ngợi luôn mọi người. Gió đằng sau đằng trước thổi vô mát lắm, đứng trong bếp này mát lắm. Rồi cái phương án nó là như vậy nha mọi người. Cái phương án nó là như thế nha mọi người. Để Lực Tàn sẽ lên kế hoạch. Nếu như mà Nhật đồng ý là em sẽ xử lý luôn nha mọi người nha. Rào hết ở đây xong rồi em sẽ xử lý luôn. Thì đến đâu hay đến đó.
Mọi người thấy là sáng ngày hôm nay các con có thể ra đây ngồi bệt xuống đây chơi luôn, là mọi người thấy là dã man chưa? Đấy, chỗ này là các bạn dã luôn, đẹp luôn. Cập nhật cho mọi người luôn. Toilet là xong rồi, anh Đen đã rút xong rồi nha mọi người. Đó, gạch viết đồ này kia là đẹp, đẽ sạch sẽ. Đấy, còn các con thì đây. Sao, con sao? Con kêu lực hả? Sao? Sao nè, hôm nay có mẹ Phương xuống vui ha. Mẹ Phương với lại em Trần. Đừng có ra đi, điện giật chú Điên đang làm. Đó, thấy chưa? Vui chưa? Giường 15 phút nữa vô hả? À rồi, ok. Một cái giường, một cái bàn học của chị Dân Hết Trần. Ghế, đèn, một cái bàn ăn của bé Bảo Châu ở bên Thụy Sĩ. Là chuẩn bị về nhà Nhật rồi nha mọi người. Nhà sạch sẽ để đón tiếp nó đây. Đó, mọi người thấy chưa? Lau dọn gọn gàng ngon lành để mà đón tiếp cái xe cái cứ nói là cái xe không à, là cái tủ học, cái mà lo tương lai cho các con trở thành bác sĩ, trở thành giáo viên đó mọi người. Rồi cái để mà cho các con vào khuôn khổ ăn uống đàng hoàng để mà có cuộc sống tốt đẹp hơn đó, là cái bàn ăn là chuẩn bị được vào rồi. Như vậy là tình hình rồi cô bác ơi. Người ta cảm thấy ngày hôm nay rất là vui luôn mọi người. Mặc dù bữa nay đang còn một cái nỗi buồn là ông nội vẫn đang nằm bệnh viện, vẫn chưa về. Và tình hình sức khỏe thì nói chung là có tiến triển tốt, nhưng mà cái da của ông nội nó bị rất là nặng rồi. Về cái da thì hy vọng rằng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Và khi mà Lực Tàng hoàn thiện được những công trình này là ông nội sẽ về. Ông nội sẽ thấy được rằng là Nhật năm con đã trở thành một đại gia đất Cần Đức. Khi mình đẻ ra một thằng con, tại sao lại được sự hỗ trợ cộng đồng như vậy? Và nó có phước có phần như vậy nha mọi người. Rồi thì đến đây Lực Tàng xin được tạm dừng clip này. Clip sau Lực Tàng sẽ tiếp tục cập nhật để cho mọi người nắm bắt nha. Bây giờ Lực Tàng phải ra đón cái người giao hàng vô để nhận những cái mặt hàng phần quà của cô bác gửi về cho Nhật. Thì cũng thay mặt tất cả mọi người cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều đã đồng hành cùng với Lực Tàng và ủng hộ cho gia đình của Hằng Nhật nha mọi người. Trong lúc khó nạn khó khăn đã có được cái sự yêu thương đùm bọc bao la của tất cả mọi người, đặc biệt là các quý mạnh thường quân nha. Rồi đến đây Lực Tàng cũng xin được tạm dừng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.